BBTV. Pep pep pep. Đến nơi rồi bác tài ơi, dừng xe nào. Một cổng. Đi xuống nào. À, đến giờ đi ăn rồi. Hay. Ở cái này ạ. Tất cả chạy ra lên xe nào. Khủng long ra đầu tiên. Khủng long lên xe nào. Hổ nào. Sư tử ra đi, sư tử đi ra. Đi vào, chị vào. Chị vào, ta vào với. Nào, đóng cửa xe lên. Ai, mình lên xe thôi. Đi thôi, đi ăn thôi bác tài ơi. Đi nào, bếp bếp. Bếp bếp, bếp bếp. Đến nơi rồi bác tài ơi, quay xe nào. À, mở cửa để đi xuống ăn cỏ thôi. Này, sư tử xuống trước đi. Khủng long nào. Hổ nhá. Hay. Tất cả đi ăn đi. Mình ngồi đây mình trông mới được. Không biết con khủng long đi đâu rồi nhỉ? Khủng long! Phải chạy đi tìm mới được. À, kia rồi. Ăn đi, nhanh không trời tối lại còn đi về nào. Phải trông con khủng long này, không muốn chạy linh tinh đấy. Wow, mát quá đi thôi. Đồng cỏ rộng quá, cỏ xanh quá. Mệt quá. Ơ, mà trời tối rồi. Phải cho mấy bạn này về chuồng thôi. Mấy bạn lên xe để về nào. Con hổ đầu tiên. Hổ lên xe nào. Đường khó đi quá. Rồi. Đến lượt khủng long nào. Ôi, ra đau thế. Sư tử nào, sư tử về chuồng nào. Đứng dịch vào. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.